Đứng đây coi. Đứng trên đây. Tổ quá, chua rồi, con mấy tuổi? Con 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi, rồi con bao nhiêu ký? Dạ, con 58 ký. 58 ký, bằng trà con. Rồi con, nó 8 tuổi, bằng tuổi rồi, tôi 60 bằng tuổi nó, bằng ký nó, rồi con. Dạ, dạ xin cha, con là Mai Thị A, rồi chị Thanh Vân. Dạ, năm nay con 47 tuổi. Rồi con được ơn gì của chú, anh chia sẻ cho mọi người. Dạ xin cha, con được nhiều ơn, mà cái ơn này là con nhớ nhất trong cuộc đời của con. Thưa cha, là năm con năm 2002 đó, thì con lập gia đình, nhưng mà sau 3 tháng đó, thì con phát hiện ra là chồng con đó là khó mà có con được. Thì bác sĩ có nói rằng là của con dù có làm bộ tinh cho ống nghiệm thì mới có. Thì qua 2003 thì con đi làm tinh ống nghiệm. Nó thì lần thứ nhất thì con không có được, mà qua lần thứ hai á, thì con đi đăng ký làm rồi, thì con có đi lên nếu con cầu nguyện với bộ cha thì già rồi, bộ cha thì cha trẻ thì có cầu nguyện cho con, nhưng mà cha già thì khuyên con là không có nên làm. Con làm như vậy là con có tội với Chúa, nhưng mà cha thì con là người thế gian mà con đã đăng ký rồi thì con phải làm. Nhưng con làm á thì con cũng bị thất bại luôn, đó là hai lần đó. Thì sau khi con làm thứ hai rồi thì con cũng còn thôi, để chữ lại ngân hàng thôi của bệnh viện đó. Thì qua 2004 là con làm lần thứ hai đó cha. Cái qua 2005 thì con đã bị bệnh, con bị bệnh nan y rất là nặng đó. Thì khi con bệnh thì bắt đầu là con bác sĩ sau khi điều trị cho con xong rồi thì bác sĩ bảo con là phải uống thuốc trong vòng 5 năm đó, thì mới có thể là kéo dài thêm được cái sự sống của mình. Dạ con bị bệnh ung thư với cha. Dạ ung thư vú cha. Dạ đó thì qua 2005 con vậy đó. Khi con mới trữ lại ngân hàng thôi được. Rồi xong rồi sau đó thì con mới 2006, qua 2006 thì con nghĩ là cái bệnh của con thì con nghĩ là chắc là cái bệnh này trước sau thì mình cũng phải mất đi. Thì con nghĩ là nếu mà con bỏ lại như vậy thì con thấy con ngày càng tội thêm nữa. Mà hơn nữa thì con nghĩ là này. Dạ thì lúc đó thì con mới chuyển luôn, con bỏ thuốc con chuyển luôn, cũng không được luôn á. Thì qua 2008 thì con mới phát hiện là con có bé này. Con có đi cầu nguyện rất là nhiều thì con có phát hiện con có được con của con hiện nay. Đó là cái ơn mà lớn lớn nhất. Cho đến bây giờ thì con nuôi bé khỏe mạnh mà con cũng hết bệnh và khỏe mạnh. Nó sinh ra được gần mấy ký? Dạ sinh ra được 3 ký nha. Sinh được 3 ký. Thưa anh chị em, đây là một cái nhân chứng rõ ràng là đó là một cái thử thách rất lớn. Vì tâm dễ bị cám dỗ là đi vào bóng tối, là thôi không có được thì đi thụ tinh ống nghiệm, mà giáo hội thì không cho phép mình thụ tinh trong ống nghiệm, mà chỉ đi 2-3 lần, cứ nhất định ở trong bóng tối nhưng đều thất bại. Hơn thế nữa, chứ còn gửi thêm cho chị một căn bệnh là ung thư ngực. Và nếu như vậy thì cái khả năng mà sinh con càng không có thể. Ấy thế mà Chúa làm hai việc con người tưởng không thể đều có thể. Đây là xin em con tên gì? Con tên là Khôi. Khôi, xin bé Khôi 3 ký. 3 ký bây là 8 tuổi. Sinh theo bình thường chứ không phải là thụ tinh trong ống nghiệm. Amen. Và thứ hai là căn bệnh ung thư ngực của chị cũng đã được chữa khỏi. Thưa chị em, một cái thử thách rất lớn, phải dễ chạy theo tự nhiên, dễ chạy theo bóng tối để chống lại luật của Chúa, chống lại luật của giáo hội. Nhưng một người dám chấp nhận rằng 2-3 lần mình làm như vậy không thành công thì mình không đi vào cái con đường tối tăm đó nữa, mà đi vào con đường của ánh sáng. Cuối cái đường hầm là có ánh sáng bùng lên. Đây trời đời tặng cho con cuốn sách gọi là Con Đường Tín Thác.
chỉ có tin thác vào Chúa thì con mới có thể có được bé khôi. Còn nếu mà con tin vào người đời, tin vào khoa học kỹ thuật, như con đã vừa tốn tiền, tiền mất tật mang mà chẳng có kết quả gì cho những lần thu tiền ống nghiệm đâu. Đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa. Mời anh chị em ngày thứ ba, đây là ngày 13 tháng 3, anh chị em đến cầu nguyện với Đức Mẹ, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh chị em nhắc nhở nhau ngày thứ ba 13 tháng 3, ba con số 3, kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mời anh chị em đến đây để cầu nguyện với chúng tôi. Bé, bé con lên đi.